Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mây vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước, đang xem kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì quay trở lại với vườn của chị Loan, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một số cây bonsai đế đẹp cô chú anh chị nha. Dạ, có cúc tây thi với lại thọ hương ạ. Cúc tây thi thì về mình sẽ thấy được mặt hoa luôn cô chú anh chị nha, bo già đế đẹp luôn nha cô chú nha. Dạ, với lại thọ hương, cúc đại đó. À, một số combo mai giống cúc thọ hương ha, dạo siêu bông siêu nụ ha cô chú anh chị. Dạ, em cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi ủng hộ kênh, ủng hộ cho chị Loan khá là nhiều. Em chúc cô chú anh chị mình xem clip thật là vui và chọn được cây mai ưng ý luôn ha cô chú nha. Dạ, em xin mời cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của chị Loan luôn ạ. À, em xin chào bà chủ ơi. Rồi, em chào chị, em chào cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng ha. Hôm nay em tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình một số mai ha, để mình lấy bo làm giống ha. Có một số cây thân đế cũng đẹp ha. Em rất mong sự yêu thương ủng hộ của cô chú anh chị ạ. Rồi, cô chú anh chị mình ưng cây nào thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giùm em ha, 0377357115 ạ. Em xài giao lưu số này luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình nhiều khi comment bên YouTube á, em có coi thì cô chú anh chị mình thông cảm bỏ qua giùm em nha. Dạ, rồi, vô đầu clip luôn là cây gì đi bà chủ ơi? Dạ, một cây cúc tây thi. Dạ, cây này tạ. Mã số 1A. Luôn rồi nha, với cô chú anh chị. À, mình ghép được 4 bo luôn ha cô chú nha, 5 bo. Đế thì đẹp ha. Dạ. Đế cứng chậu nha cô chú anh chị. Ghép 2, 4, 6 bo. Quanh là 14. Quanh cũ mình được là 50. Chiều cao là 52. Tán ngang của cây là mình được 71. Cây cúc tây thi ha, mã số 1A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu tư. Dạ, 1 triệu tư luôn nha cô chú anh chị. Bao phí ship luôn. Cây này thì đế đẹp luôn cô chú anh chị nha. Rồi, mã số 2. 2A. Cây bo sai. Cây cúc qua hồng thanh tú. Đế con thú uống nu luôn. Cây gì mà chỗ? Dạ, qua hồng thanh tú. Dạ. Nguyên một cái bộ đế đó cô chú anh chị. Cây này em ghép được mới có 5 tháng. Thú nó uống nu luôn nè nha. Cái này đủ ăn rồi nha. Con thú này là đủ ăn á. Hoành là 17. Cái hoành con thú này là được 38. Dạ rồi, mình ghép được 4 bo hả cô chú anh chị. Chiều cao là 47. Tán ngang của cây là được 50. Cây hoa hồng thanh tú ha, mã số 2A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình 1 triệu tư. Dạ. Bao ship luôn. 400 ngàn cho chú anh chị nha. Thì đế đẹp luôn. Rồi, em đổi nha. 3A. Mã số 3A. Cây này đế khá là đẹp luôn cô chú anh chị nha. Đó. Này mình về vô chậu bonsai để bàn là quá ok luôn nha cô chú. 4 bo. Dạ. Này bạch mai đọt hồng nha cô chú anh chị. 5 bo nha, có bo nhỏ xíu nữa. Có bo nhỏ nữa, bây giờ là được 5 bo. Hoành là 18. Dạ, được 18 hoành. Chiều cao mình được là 44. Tán ngang là được 49. Cây bạch mai ha, mã số 3A. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 3. Dạ. Bao phí ship luôn. 1 triệu 300 ngàn nha cô chú anh chị. Cái này về lấy bo được chưa bà chủ? Dạ, cái này về mình chắc khoảng tháng mới lấy bo được. Tại vì lá nó còn đỏ ha. Khi nào lá nó qua cẩm thạch như vậy mình mới lấy bo được ha. Dạ. Rồi, em đổi sai luôn nha. Mã số 4A nha quý cô chú. 4A. Học cây cúc không nhỉ? Cây cúc không nhị ghép với mây tàn cô chú anh chị nha, ghép không mây tàn. Cây này cái bo già nha biết cô chú anh chị. Cái này là em đun nó đang ra lá ra lợi nha. Dạ. Này là em đun tàn rồi. Có đế luôn cô chú anh chị nha. Đế rất là dễ thương luôn á. Rồi. Hoành là 11. Dạ, 11 hoành. Chiều cao nó được là 70. Tán ngang của cây là được 38. Cây không nhị ha.
Mã số là 10, ủa là mã số là 4A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.1 triệu. Dạ, 1.100.000 nha. Em bao phí ship luôn. Cái này đều tàn hết rồi cô chú anh chị nha. Rồi, mã số 5. 5A nha cô chú anh chị. Là một cặp thỏ hương. Dạ. Rồi, em xin thông số luôn nha. Cây này cao là 59. Cây bên đây cao là 54. Dạ. Cặp thỏ hương là 5A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 300. Dạ, mình về lấy bo cũng được nhiều lắm. Em bao phí ship luôn. Mình lấy bo xong ha, mình dưỡng lại mình chơi Tết ha. Cây này rễ đẹp không nha cô chú anh chị? Dạ. Rễ đẹp không á? Rồi, em xin em đỡ nha. Rồi. 6A. Nào cũng là một cặp thỏ hương luôn. Này quấn rễ đẹp hết nha cô chú anh chị nha. Rồi em xin thông số đó nha bà chủ. Cây này cao là 59. Cây này cao là 56. Cặp thỏ hương ha, mã số là 6A, em giao lưu là 300. Dạ, 300 nghìn một cặp thỏ hương nha cô chú. Em bao phí vận chuyển luôn ha. Mình cắt bo được liền luôn ha bà chủ. Cắt bo được liền luôn, cái này về mình lấy bo liền luôn ha. Dạ, rồi em đỡ cây luôn nha. Rồi tiếp theo mình giao lưu là combo 3 cây luôn cô chú anh chị nha. 7A. Dạ, mã số 7A. Ủa 6 là gì vậy? 2 cặp thỏ hương. Rồi 7A combo 3 cây gồm có giống gì hả bà chủ? Dạ, một cây thỏ hương, một cây dảo siêu nụ với một cây cúc không nhị. Dạ. Cây này không nhị ha, cây này dảo siêu nụ, cây này thỏ hương. Cây nào em cũng quấn rễ đẹp hết nha cô chú anh chị. Dạ rồi, em xin lông khóa nha. Dảo siêu nụ mình cao được 38. Thỏ hương mình cao là 55. Không nhị mình cao được là 39. Combo 3 cây 3 giống nha, mã số là 7A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350. Dạ rồi. Mã số 8A. Cây cúc bi. Rồi combo 3 loại giống luôn cô chú anh chị nha. Cây cúc bi, một cây thỏ hương với một cây cúc quýt. Hàng mai giống thì mình đã xử lý rễ hết trơn hả cô chú. Ba cây ba giống, cúc bi mình có mặt bông luôn ha. Cúc bi cao 40. Cúc quýt mình cao được 41. Thỏ hương mình cao 40 luôn. Combo 3 cây 3 giống ha, mã số là 8. 8A. 8A em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350, em bao phí ship luôn. Em đổi cây nha. Mã số 9A nha cô chú. Cây cúc Tây Thi. Nếp 2 bo. Này con thú quay đầu. Hoành là 10. Hoành mình nó được là 32. Chiều cao là 58. Tán ngang là 45. Cây cúc Tây Thi hen, mã số 9A. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.1 triệu. Bao phí ship luôn. Rồi, em đỡ cây luôn nha. Mã số 12 nha mấy cô chú chị. Là một cây cúc Tây Thi. Đế đẹp luôn ha. Đèn là quá ok luôn nha cô chú anh chị. Đế quá đẹp luôn hả cô chú anh chị. Cây này mình chỉ được 4 bo nha cô chú nha. Như con ngựa. Rồi. Con ngựa vằn. À, em xin lên số nha. Quanh vị trí này là 12. Dạ, quanh được 12 nha cô chú. Chiều cao là 41. Dạ. Ủa, quanh về, quanh đế là 41. À, cái này đem được 4 con nha cô chú. Quanh đế 41, chiều cao là 60. Dạ. Tán ngang là 46. Cúc Tây Thi ha, mã số 10A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.4 triệu. Dạ, bao phí ship luôn. Dạ, mã số 11. Rồi một cây cúc đại đó. Cây này là lùng liền luôn nha cô chú anh chị. Lùng liền, ghép được 3 bo. Dạ. 3 bo lớn lắm rồi nha cô chú anh chị. Cây
cái này ba bo lớn này cô chú anh chị nha. Cái này em đôn tàn ra lá lại á. Cho em xin một vòng nha bà chủ. Giờ em xin thông số luôn nha. Hoành là 18. Này có cục cục với có xù không đây. Già mùa hay cô chú. Chiều cao là 38. Tán ngang là 45. Cây đậy đó hen, mã số 11A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 800. Dạ 800. Bao phí ship luôn. Rồi. Mã số 12A. Rồi, một cây mini để bàn nha quý cô chú. Thọ hương mini để bàn. Giao lưu là 500 một cây. Ghép 3 bo. Và nó đây là được 14. Chiều cao là 43. Tán ngang của cây là 26. Cây thọ hương hen, mã số 12A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500. Dạ. Em bao phí ship luôn. Dạ, rồi, cái nha. 13A. Học cây cúc thọ hương. Dạ. Cây này thân lắm, đàn ấm luôn rồi cô chú anh chị nha. Mình ghép được 6 bo nha quý cô chú. Hoành là 16. Dạ, 16 hoành. Chiều cao là 70. Tán ngang của cây là được 73. Cây thọ hương ha, mã số là 13A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,2 triệu. Dạ, bao phí ship luôn. Cây này thân lắc đế đẹp lắm luôn á. Điều này là một cây cúc Tây Thi. Mã số 10. 14A. 14A. À, cái này kiều nữ chân cũng dài lắm này nha. Tây nàng Tây Thi chân dài nha. Tây Thi chân dài. Dạ. Ghép được 4 bo, 5 bo. Đang có nụ luôn nha. Dạ, về cô chú anh chị mình thấy bao bật bông luôn nha. Cái nụ nó bự chảng luôn á. Bông Tây Thi là bông nó cũng bự lắm nha cô chú anh chị. Rồi. 5 bo luôn nha cô chú nha. Về nhà mình thấy mặt bông nha cô chú anh chị. Kiều nữ này không? À, dáng ảnh ảnh luôn nha. Đứng ảnh ảnh mới chịu à. Hoành là 13. Hoành đế nó được là 44. Dạ. Chiều cao là 63. Tán ngang của cây là được 62. Cây cúc Tây Thi ha, mã số 14A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,4 triệu. Dạ, 1,4 triệu nha quý cô chú anh chị. Mã số 14, 14A. 15. 15. Em lùi vô. 15A. Dạ rồi, 15A nha cô chú nha. Là một cây cúc thọ hương. Dạ, cây này mình ghép được 4 bo nha quý cô chú. Thăng lắc luôn nha. Dạ, đế đẹp luôn nha cô chú anh chị nha. Vậy cô chú mình chơi đế thì vô cái chậu vuông vuông là đưa đế lên chút nữa ha. Hoành là 13. Dạ, 13. Chiều cao là 65. Tán ngang nó được là 52. Cây thọ hương ha, 15A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 750. Dạ, 750 nha cô chú anh chị. Thân lắc nhìn có duyên lắm cô chú anh chị. Bao ship luôn. Rồi. À. Dạ. 16A. Nào cây cúc thọ hương. Dạ. Cây này về mình quanh tàn vũ lại ha, lấy bo cũng khá là nhiều nha cô chú. Mình ghép được 4 bo. Chiếc cơm ấy. Đó đẹp luôn nha cô chú anh chị nha. Dạ, em xin thông số nha. Hoành là 14. Dạ, 14 ạ. Củ đế nó được là 35. Dạ. Chiều cao là 69. Tán ngang là 53. Cây thọ hương ha, mã số 16A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,4 triệu. Dạ, 1,4 triệu luôn nha cô chú anh chị. Bao phí ship luôn nha cô chú anh chị. Đế đẹp, về mình lấy bo cũng được khá là nhiều hết cô chú. Rồi, 17A nha quý cô chú. Là một cây cúc Tây Thi. Dạ. Gấp 2 bo. Cây này đế sỏm nôm cao luôn nha quý cô chú anh chị. Đế sỏm nôm lên luôn. Rồi, em
cho năm sáu luôn nha. Hoành là 16. Hoành đế nó được là 49. Chiều cao là 62. Tán ngang của cây là được 59. Cây cúc Tây Thi ha, mã số 17A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình 1 triệu 3. Dạ, 1 triệu 300 ngàn. Bao phí ship luôn. Rồi, em đổi nha. Dạ. Tiếp theo là một cây mã số 18A luôn nha cô chú. Một cây cúc Thọ Hương. Thọ Hương ghép mai tàn đế đẹp luôn nha cô chú nha. Một bể đế luôn nha cô chú anh chị. Ghép được 2, 4, 6, 8, 10, 11 bo. Hoành là 13. Hoành cũ được 38. Chiều cao là 72. Tán ngang của cây được 62. Cây Thọ Hương ha, mã số là 18A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình 1 triệu 1. Dạ, 1 triệu 100 ngàn là cây Thọ Hương ghép với mây tàn đế đẹp nha mấy cô chú. Bao phí ship luôn. Rồi. Mấy rồi? 19. Mã số 19A nha mấy cô chú. 19 nha. Ok, Thọ Hương. Em ghép được 2 bo. Dạ. Nhưng mà tàn đều hết nha cô chú anh chị nha. Nhỏ nhỏ nhưng mà có đế xinh xinh nha cô chú nha. Rồi. Hoành là 10 rưỡi. Chiều cao là 38. Tán ngang là 39. Cây Thọ Hương ha, mã số 19A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450. Dạ. Là một cây cúc Thọ Hương. Dạ. Ghép 2 bo. Dạ rồi, em xin thông số nha. Hoành là 8. Dạ. Chiều cao được là 30. Tán ngang của cây là 31. Rồi. Cây mã số là 20A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400. Dạ, 400. Bao phí ship luôn ha. Em đổi xe luôn nha. 21A. 21A là cây cúc quý phi. Dạ. Cây này nhỏ gọn dễ chơi ha cô chú anh chị, đang đi độ rất là mạnh luôn cô chú anh chị nha. Cái này mình ghép được một bó, bó lớn cỡ bằng ngón út nha quý cô chú. Cái này già mùa. Dạ. Rồi em xin thông số luôn nha. Hoành nó là 9. Dạ. Hoành đế mình được là 29. Dạ rồi. Chiều cao là 44. Tán ngang của cây là được 30. Cây quý phi ha, mã số 21A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình 500. Dạ 500 luôn hết cô chú anh chị. Bao phí ship luôn. Dễ chơi nha. Dạ. Tiếp theo mình giao lưu thêm một cây 22A nữa nha cô chú anh chị. Một cây Thọ Hương. Dạ. Cây này đế có duyên lắm cô chú anh chị nha. Giờ em xin lâu số nha bà chú. Hoành là 15. Dạ, 15 hoành. Chiều cao là 83. Tán ngang của cây là 72. Cây Thọ Hương ha, mã số là 22A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu tư. Dạ. Bao phí ship luôn. Con này nằm chạy bài đủ 4 chi 4 chân luôn nha cô chú anh chị nha. Hoành cái đế của nó là được 48 á. Dạ, 22A. Là cây dạ, cúc Thọ Hương 23A nha quý cô chú. Dạ một cây Thọ Hương ghép mai tàn cô chú anh chị nha. Rồi em xin thông số nha. Hoành là 11. Dạ. Cái bo già hết nha cô chú. Chiều cao là 83. Tán ngang là 59. Cây Thọ Hương ha, mã số là 23A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 2. Dạ.
bao phí ship luôn. 1.200.000 mã số 23A. Cô chú mình ưng ý cây mai nào mình liên hệ với số điện thoại của chị Lan giúp em cô chú anh chị nha. Cây cúc hoàng hậu mã số 24. À. 24. À nha quý cô chú. Cúc hoàng hậu này em ghép được 2 mùa nha cô chú anh chị. Cây lùng là được 3 bo lớn rồi ha. 2 mùa rồi anh em đôn tàn đang ra lá non. Cái này đều tàn hết rồi cô chú. Đế cũng đẹp không? Đế cũng đẹp luôn nữa không? À. Bo lớn á cô chú anh chị nha. Đế là cứng chậu luôn nha cô chú. Rồi em xin hô số nha. Mưa luôn rồi bà chú. Hoành là 29. Dạ 29 hoành. Trời ơi hoành cũ nó rất được khoảng là 70-80 á. Rễ nó chỉa ra vòng vòng. Chiều cao nó được là 76. Tán ngang là 67. Cây cúc hoàng hậu ha, mã số 24 nha. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3 triệu, em bao phí ship luôn. Dạ 3 triệu chẳng luôn nha cô chú anh chị, một cây cúc hoàng hậu già mùa luôn nha. Đế nó cũng đẹp lắm nha cô chú anh chị. Dạ. Giờ cô chú anh chị mình khựi đưa rễ lên chút xíu nữa ha. Dạ, rồi em đợi tay đây nha. 25A. Dạ. Mã số 25A nha cô chú. Là một cây cúc thọ hương. Dạ, một cây thọ hương nha, tàn tròn. Ghép được 6 bo. Dạ. Cái này mình ghép được khá là nhiều bo, đế đẹp luôn nha cô chú nha. Thọ hương là có mật bông chuẩn giống cho cô chú anh chị, mình yên tâm lấy giống luôn ha. Rồi em xin đăng số luôn nha. Hoành là 21. Dạ 21 hoành. Này nó được 2 thân luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 66. Tán ngang của cây là được 82. Cây thọ hương ha, mã số 25A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu rưỡi. Dạ. Em bao phí ship luôn. Dạ rồi. Rồi cũng là cây cuối clip của em luôn. Cuối clip em chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip nha. Và yêu thương ủng hộ vườn, ủng hộ kênh. Em rất mong sự yêu thương ủng hộ cô chú anh chị ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, em xin chào hẹn cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo nha. Chúc cô chú anh chị mình chọn cây mai thật lớn lý luôn ạ.